Những âm thanh quen thuộc ở một ngôi làng thuần nông xứ Nghệ. Tuồng đã trở thành một phần không thể thiếu với người dân nơi đây. Câu chuyện về những người nghệ sĩ nông dân say tuồng. Từ bao đời nay, làng Kẻ Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã nổi tiếng là cái nôi của tuồng cổ. Từ thế kỷ 18-19, tuồng là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Kẻ Gám mỗi khi Tết đến xuân về. Ngày ấy, làng thường có đến 3-4 đội tuồng. Mỗi đêm diễn thực sự là một đêm hội của người dân trong làng và các làng lân cận. Thời chiến tranh, vừa sản xuất vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, những vở tuồng cổ vẫn được luyện tập và biểu diễn thường xuyên. Thời đó cuộc sống khó khăn, phải lo trăm thứ, nhưng dân ở đây vẫn say tuồng lắm. Ngày sản xuất, đêm luyện tập. Ở cái thời kỳ mà chúng tôi đang còn tuổi thiếu niên đó, là nói chung lại là cứ xuân ra là nghe tiếng trung tuồng á, là cứ trông tối để mà đi xem thôi, mà cũng phải tối, mà cứ độ chừng khoảng á là chừng dư độ chừng khoảng 5 giờ là đã làm rồi, tuồng đã làm rồi. Làm có lúc một đêm là làm đến 2 kịch bản. Thì lúc đó là nói chung lại là dân sẽ đi coi đông lắm, hâm mộ lắm. Mà chúng tôi khi nở đứng con tuổi, đứng con thiếu niên chứ cũng rất là hâm mộ. Hâm mộ về tuồng. Cũng giống như bao người dân làng Kẻ Gám, công việc thường ngày của ông Lê Khắc Tài là làm ruộng. Sau cụ Phan Lạng, ông Tài được bà con dân làng tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ tuồng Kẻ Gám. Năm 2017, do tuổi cao nên ông Tài xin thôi chức chủ nhiệm câu lạc bộ. Nhà có 3 người con thì các con đều đã đi làm ăn xa, giờ chỉ còn 2 ông bà ở nhà. Với gần 1 mẫu ruộng, công việc đồng ruộng quanh năm đầu tắt mặt tối, thu nhập thì chẳng đáng là bao. Bởi vậy cuộc sống gia đình còn khó khăn. Nhưng ông lại rất mê tuồng. Cứ khi nào làng có lịch diễn tuồng ở đâu là ông lại góp mặt. Sau thời gian ngoài đồng ruộng, là lúc ông Tài lại tập các tích tuồng cổ. Mỗi lời thoại, mỗi động tác của các nhân vật tuồng cũng khiến ông say mê. Và tuồng cũng chính là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của ông bà. Nguyên thái thú giao châu ngã giải chứng tố định. Nay ta nghe nước Việt Nam
sản vật nhiều lắm, trốn thượng du tề giác từ nhà cùng miền duyên hải sơn hồ hổ phách quý lắm rồi. Như tôi dốc một lòng trung thuận lộc hai chữ công danh, như tôi mình đã nhuộm thế phong khổ võ mà gót lại quen hải giác vân trình vén mây cho rõ mặt trời xanh nương hơi gió, một mình sống lướt. Ông ngày thì ông đi làm, đêm thì ông đi tập tuồng, tập xong chừng khoảng về khoảng 11 giờ đêm thì về ông đài bật điền lên ông thì tập lại. Ông tập lại, ông làm cái cạch cái cưỡi để ông hát thế ông xoay à. Ba có sao mà ngủ được đâu. Mất rất là nói với ông thôi ông ạ. Thì ông tập này được rồi đi ngủ để cho ba ngủ chứ sáng mai thì để mà dậy chứ không có thì mất ngủ đi nó được không? Rồi thì ông lại hát nhỏ đấy. Ông có vận cái đam mê của ông là ông có vận đi rồi ra về ông tập đi tập lại nữa. Trong cái thời gian mà rồi đã làm cái ngày thời vụ lâm đồng rồi thì ngoài cái thời gian đó có những thời gian mình xuống về với gia đình, nhưng có nhiều khi mình cũng hát những câu tuồng để cho là nó trở thành có cái khí phách của con người thế, mạnh mẽ thêm, mạnh mẽ trong cái cuộc sống, mạnh mẽ trong cái việc làm. Cái khi buồn khi vui lấy tuồng làm dạy, khi buồn khi vui lấy tuồng làm dạy. Có những lúc là đi về thì mệt chi thì mệt, nhưng có những câu đang phân vân là chưa mình chưa thục, chưa hiểu được gì nó cùng dựa nó coi lại để có cả cái vệ trước nó đổi như thế nào để hiểu như thế. Làng Kẻ Gám vốn là một vùng quê địa linh nhân kiệt. Xưa kia có nhiều người đỗ đạt, thành danh bồn ba khắp chốn, được tiếp xúc với nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật. Vì vậy, tuồng cổ đã sớm du nhập và được gìn giữ cho đến hôm nay. Hát tuồng ở Xuân Thành đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi gia đình. Song điều đáng nói ở đây là các vở tuồng cổ đều được các nghệ nhân khai thác trong lịch sử dựng nước giữ nước của ông cha ta nhằm ca ngợi những tấm gương sáng trung quân ái quốc, khuyến khích cái thiện, bài trừ cái ác và ca ngợi các vị anh hùng dân tộc như Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Trần Trắc, Trương Nhị để giáo dục tinh thần yêu nước cho nhiều thế hệ. Sau ngày chờ nắng nơi dân dụ xin gác lại đã nào. Nàng kia ta hỏi đã là thân phận gái sao mà chẳng phụng dưỡng lấy niềm đường cha mẹ nàng quê ở Hà Phương, còn hay mất nói cho ta rõ. Tôi cả cái môn nghệ thuật thì tôi cho là cả cái môn nghệ thuật đều có cái tính cách là giáo dục, nhưng mà cái tôi thấy cái tuồng là giáo dục con người bậc nhất. Vì thực tế chuyên nghiệp có những cái chuyện, cái mặt phản diện của xã hội để được lên án. Và lên án thì người ta hiểu rõ bản chất đó là không được đáng phải lên án, đáng phải để cho người ta nguyên rũa. Và những cái gì tốt đẹp, ví như chứ trong cái bản Lục Vân Tiên thì chàng Lục Vân Tiên, tức là từ cái chỗ là một học sinh, một thư sinh mà bị vũ công này, rồi bị tình hâm này, là hãm hại cách nữa,
Nhưng mà đến khi thành đạt, Lục Văn Tiên vẫn là một đầu tràng Tàu Nguyên mà giỏi, đi chinh phạt khắp Đông khắp Tây, về vẫn là được là tôn sùng, thì được vẫn quay về được đoàn tụ gia đình. Một cái điều tôi nói trong cái bản Lục Văn Tiên mà nói về tình cảm về đây cả là tôi thấy tuyệt vời luôn. Trời ơi mới xa cả một phút, hay đâu thật lạc nghi thư phi, tử hoàng ơi hương tử hoàng khó nổi phụ trì, xót màu hậu nhiều bề lao khỏi. Âu tử ơi thương Âu tử ơi, đôi cơm khát sữa ấy, vì ngọt bùi biết kiếm ý đâu đây. Một đường con 80 tuổi, lão nông ấy vẫn mê tuồng đến quên ăn, quên ngủ. Biết đến nghệ thuật tuồng từ khi tóc còn để chỏm, ngay từ khi còn vắt vẻo lưng trâu, ông Phan Văn Lạng đã được theo bà, theo mẹ đi xem diễn tuồng. Thế rồi từ khi nào, ông say mê với những điệu tuồng, những câu diễn, ông bắt đầu để ý học theo. Thế rồi những giai điệu bi ai, trầm hùng của nghệ thuật tuồng đã theo ông suốt cả cuộc đời. Ông cũng chính là nghệ nhân gạo cội nhất của làng tuồng Kẻ Gám. Người dân trong vùng thường gọi ông là cụ Phan Lạng hát tuồng. Thì lúc đó là tôi ở bên nhà của một ông thầy tuồng, rồi cứ qua chơi vì con của ông ấy. Rồi cứ thấy người ta tập, người ta hát, thế ông cảm thấy, mình cũng cảm thấy hứng hứng, rồi là mình cũng cứ hát theo đôi câu rồi. Nhưng mà cả ông bảo là mày làm được đấy, hát tốt, thì rồi là có như cũng theo cả cụ tập tuồng ra. Thế đến khi tập được thời gian rồi ông thấy rất là mê, càng tập thì càng thấy mê, nên nói chung lại là ông cứ theo đuổi mài cho đến bây giờ. Đây là tài sản lớn nhất trong cuộc đời gắn bó với nghệ thuật tuồng của ông. Trước kia, mỗi khi dân làng Kẻ Gám diễn tuồng thì cả làng phải nháo nhác đi mượn đồ khắp nơi mà vẫn không được như ý. Lúc đó, ông Phan Lạng quyết định tự mình may trang phục cho đội tuồng. Chiếc máy khâu này được ông tự bỏ tiền túi ra mua về, rồi ông tự mày mò học từng cách cắt, cách may. Thấy sự nhiệt tình và tâm huyết của ông, nên bà con trong xã ai cũng muốn đóng góp một ít. Người góp sức, góp tiền, sau nhiều đêm liền thức trắng tự may những bộ quần áo phục vụ cho đội tuồng.
khi mà cả cụ là đã qua đời hết rồi thì là đồ lề nó cũng tan hết. Là lúc đó là cứ đưa để tập trung lên ở trên tập thể rồi giữ bảo quản rồi thì là để gác là coi như là qua cái thời gian chiến tranh nữa là tuồng nó không có xưa làm đi rồi để là bị là hư hỏng hết. Đến lúc á vực dậy thì vực được người thì đồ lên để không có, không có để cái phục trang là hư hết rồi, cho nên là cứ phải chạy đi mượn chỗ này góp chỗ này được là ba bộ, chỗ kia được hai bộ rồi là về làm không đến nơi đến chỗ gì cả, mà làm cảm thấy nó không thích. Thế ngồi mình nảy ra cái chuyện là thôi bây giờ tiền mua thì không có, thì là coi như là phải mua vải về để là ta kết lại một cái bộ đồ tùy theo cái mức độ cái sức tưởng tượng của mình để mà làm. Đến nay kho trang phục của ông đã có hơn 20 bộ, có thể đáp ứng cho hai vở tuồng diễn liên tục trong một buổi diễn. Là cũng không phải làm một lúc, cứ làm dần từ 16, 17 năm rồi á, là cứ một năm là thêm vài bộ, thì tiền cũng chẳng hết bao nhiêu, là chỉ là mua cả cái đồ phụ quà để về mà làm thôi, là còn tiền vải thì cũng rẻ thôi, thì là coi như là cứ một năm vài bộ nữa, thì cũng ví dụ là quá một năm thì ông hạt ít lần tuồng thì ông chi phí cho ít để là cái khẩu hao rồi về mình bổ sung lại. Vì niềm say mê với nghệ thuật tuồng cổ nên cứ vào các buổi tối thứ bảy hàng tuần, ông làng ông Tài lại cùng các thành viên trong câu lạc bộ tuồng Kẻ Gám lại ra trước sân chùa Gám để luyện tập các tích tuồng cổ. Cụ làng giữ vai trò là đạo diễn trong tất cả các vở tuồng ở đây, không ngại khó khăn vất vả, tìm tòi ở những vở tuồng mà ông cha trong làng để lại. Có lần ông còn đạp xe đi tới các vùng khác để học các vở tuồng mới về tập cho các hội viên. Cần rím này nhá, không cần rím. Thì bằng cháu. Dạ, dạ. Một tay thôi. Thì bằng cháu. Dạ. Lai thính lệnh. Dạ, dạ. Thì bằng cháu. Hàng năm, vào buổi nông nhàn hoặc ra diên, hay vào dịp hội hè, đình đám, câu lạc bộ tuồng của làng được các huyện bạn như Đô Lương, Diễn Châu mời về biểu diễn. Đa phần các thành viên trong hội đã ở tuổi xế chiều, nhưng với lòng đam mê yêu thích hát tuồng và cũng gìn giữ bảo tồn loại hình nghệ thuật đang dần bị mai một này, họ hăng say luyện tập, quên hết cả mệt mỏi, quên đi những lo toan của cuộc sống thường ngày. Và cũng nhờ có một hội trưởng luôn khởi xướng và đi đầu trong các phong trào, nên hội hoạt động rất sôi nổi. Không có kinh phí, tất cả đều phải tự bỏ tiền túi, bỏ thời gian, công sức ra để tập luyện. Nhưng ai nấy cũng đều vui tươi, hào hứng. Tất cả cũng bởi cái sự say tuồng đến kỳ lạ của người dân nơi đây. Tôi thì công việc hàng ngày rất bận rộn,
nào là ruộng đồng rồi là bao nhiêu thứ là cháu rồi đưa đón cháu đi học đi hành về. Nhưng mà do ham mê nghệ thuật cho nên là phải bố trí sắp xếp một cái thời gian thật là chu đáo để đi tập. Thì tối đến là cứ khoảng 7-8 giờ là ăn uống xong rồi tắm giặt sạch sẽ rồi cho cháu ăn ngoan ngủ ngon, thế là bà là cứ rất là cứ đi tập thôi. À, trong cái cuộc sống mà cái nghệ thuật tuồng là có ý nghĩa với tôi đó là giữ cái truyền thống, cái lịch sử, cái truyền thống của làng tuồng, làng tuồng Cái Gám và của ông cha truyền từ đời này sang đời khác. Những cái giai điệu ví dụ như là hát Nam Thương rồi Nam Bình rồi những cái giai điệu là Oán rồi là Thán là những cái giai điệu đó là làm là trong cái lương tâm mình, cái tâm trạng của mình á là nó cảm xúc. Ví dụ như là dao cắt ruột dẫm chân theo lối cũ, muối sát lòng chan chưa ngóng thành xưa. Tôi vào cái nghệ thuật là được nâng dần dần lên, thì từ một cái vai đào nhỏ rồi lên cái vai là đào tướng, rồi dần dần là thầy là thầy đạo diễn, là thấy có khả năng được thì đóng vai kép trắng, có nghĩa là Trần Bình Trọng rồi là Trọng Thụy Mỹ Châu, rồi ví dụ nữa là thầy này đưa tôi gắn vào những cái nhân vật đó, nên tôi cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ này. Ai nương được thành lập vào năm 2000, câu lạc bộ tuồng Kẻ Gám có tới hơn 20 thành viên. Tất cả họ đều là những người nông dân chân lắm tay bùn, nhưng cứ mỗi khi được hóa thân vào các nhân vật lịch sử thì họ lại như những diễn viên chuyên nghiệp. Nói chung lại là cái câu lạc bộ bây giờ hoạt động thì cũng có gặp về khó khăn về cái kinh phí. Bây giờ muốn đào tạo cho những cái lớp trẻ hơn, rồi cho các cháu là để mà nổi giỏi là cái lớp đàn anh thì cũng không có kinh phí. Vừa là các cháu nó cũng chưa được là thực sự đam mê như những anh chị em trước, nhưng mà dầu chưa được thì ta cứ vẫn cố gắng đồng viên được, nhưng mà vì điều kiện kinh phí không có cho nên cũng rất là khó khăn. Và cũng mong rằng là cũng như khi hồi tôi có nói là muốn nó tồn tại được là giữ được cái truyền thống của ông cha, giữ được cái truyền thống của dân tộc thì cần phải có cái một phần nào kinh phí để hỗ trợ cho là những cái hoạt động của câu lạc bộ. Muốn tuy còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong câu lạc bộ ai nấy vẫn hăng say luyện tập gìn giữ nghệ thuật truyền thống của quê hương. Này ai nương, chưa lấp xong bể hận sao mà vội vui với nguồn tình, chẳng biết nhục biết vinh lại biết đường trung hiếu. Cứ vào mỗi thứ bảy chủ nhật hàng tuần là các em nhỏ này lại đến nhà ông Lê Khắc Tài để được ông dạy hát tuồng. Không chỉ dạy cho các em hát tuồng mà ông còn truyền lại cho các em về nguồn gốc, ý nghĩa của hát tuồng Kẻ Gám, qua đó giúp các em hiểu và yêu thêm bộ môn nghệ thuật truyền thống của ông cha. Các cháu ạ, làng tuồng Kẻ Gám ta diễn được rất nhiều bản tuồng. Trước đây là diễn cái bản mà người ta cho là Tề Thiên Đại Thánh, là cái bản mà hầu như nhiều người là khó diễn nhất. Hai là các bản như Đào Tâm Xuân, Trần Bình Trọng, Ngô Quyền,
rồi là nữ phất cờ nữ tướng, tức là trưng trắc trưng nhì đấy, nó có rất nhiều tên. Trưng trắc trưng nhì cũng là phất cờ nữ tướng, cũng có người kêu là hoặc là tiểu trọng nguyên linh cũng là trưng trắc trưng nhì, bình trọng ngô quyền, rồi là ví dụ như tướng của bên đấy thì tổng địch thanh. Và xã Xuân Thành chúng ta thì đang diệt các bản tuồng của dân tộc để nói lên suốt 2.000 năm lịch sử của đất nước thì biết bao nhiêu vị anh hùng mà dựng lên cơ đồ cho ta sống được ngày hôm nay, ta sưởng được ngày hôm nay là nhờ cả cái ông cha tổ tiên đã đổ biết bao nhiêu xương máu để giữ lấy đất nước. Hoa giọt máu để cờ khởi nghĩa, 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 ngàn năm đánh bại xâm lăng, ngàn năm đánh bại xâm lăng ngữ. Ngoài dạy các em nhỏ học hát, ông còn dạy các em cách diễn tuồng. Từ canh học tuồng tuy khó, nhưng bằng cách truyền dạy nhiệt tình, tận tâm của ông Tài mà các em nhỏ này càng học lại càng say. Khi học tuồng thì em thấy rất là khó. Có loài tuồng này là không phải như các loài nhạc khác, là khi thì lên cao, khi thì xuống thấp và kết hợp cả điệu bộ. Nhưng em vẫn cứ rất là thích học tuồng. Em muốn sau này lớn lên em sẽ hát được như ông Tài. Từ con bé em hay đi xem các lễ hội, và em đặc biệt là rất thích và rất vui khi được nghe các ông biểu diễn tuồng. Vì vậy là em hay đến nhà ông Tài để ông bài dạy học tuồng thì khó mà em cũng quyết tâm học, vì để thế hệ trẻ mình phải giữ gìn cái tốt đẹp của cháu ngày xưa. Khi nhìn các em nhỏ say sưa học hát, học diễn tuồng như thế này, khiến ông Tài có thể yên tâm phần nào về sự lưu truyền của nghệ thuật tuồng cổ ở mảnh đất Kẻ Gám này. Tôi về mong muốn, tức là muốn bảo tồn lại cái tuồng cổ để bản sắc của một vùng biển, một vùng quê có bằng tuồng, để cho con cháu hôm nay là cái tâm linh truyền cảm, để có khách vàng qua về lại người ta ôn lại những cái trí truyền thống của cha tụi bây. Là một di sản văn hóa có chiều dài lịch sử, tuồng đã kết tinh nhiều giá trị thẩm mỹ độc đáo đáng trân trọng. Tuồng thực sự là một nghệ thuật cổ truyền, chứa đựng những tinh túy, tạo nên bản sắc của văn hóa dân tộc. Ngày nay, dù văn hóa nước ngoài đã có sự giao thoa mạnh mẽ trong dòng chảy văn hóa Việt, nhưng đối với những người như ông Lạng, ông Tài, họ vẫn hết mình với nghệ thuật truyền thống của quê hương. Những con người chân chất bình dị, dẫu vất vả nhọc nhằn, vẫn bảo tồn và phát huy được những nét tinh hoa của ông cha. Chỉ là mong muốn rằng làm thế nào để là khi mình có tắt thở chăng nữa thì cũng là thấy được một cái sự tồn tại của là cái bộ môn nghề thuật tuồng, nó được truyền mãi ở trong quần chúng nhân dân. Mỗi nhân vật lịch sử, mỗi tích tuồng đều có một ý nghĩa đặc biệt với những người dân nơi đây. Có lẽ bởi vậy mà trải qua thăng trầm của văn hóa truyền thống Việt, nghệ thuật tuồng truyền thống
vẫn còn vang mãi trên mảnh đất này.